Dịch COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp ở hầu khắp các quốc gia trên thế giới. Mỹ vẫn dẫn đầu với tổng số ca nhiễm là hơn 1,8 triệu. Thế nhưng một người đàn ông ở Hoa Kỳ đã may mắn thoát chết khỏi virus corona, nhưng lại đau đầu khi nhận ra số tiền chữa trị không hề nhỏ. Ông Robert Dennis, 58 tuổi, là giáo viên cấp 3 ở Mỹ, đã chia sẻ về số tiền chữa trị COVID-19. Cụ thể, sau khi khỏi bệnh, anh đã nhận được tờ hóa đơn thanh toán có ghi số tiền điều trị là 840.386 USD, xấp xỉ khoảng 20 tỷ đồng. Sujin, vợ của ông, đã cho biết cảm giác đầu tiên khi thấy con số trong hóa đơn là khó thở thêm một lần nữa. Được biết, vợ ông cũng là người được chữa trị khỏi COVID-19. Hóa đơn chữa bao gồm tiền viện phí và phải đặt nội khí quản trong 2 tuần. Trong đó, số tiền thuốc tại bệnh viện của anh đã lên tới 250.000 USD, xấp xỉ gần 6 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản tiền gần 2 tỷ đồng trong hóa đơn là còn chưa bao gồm 3 tuần phục hồi chức năng tại bệnh viện Bodin. Tính cả tiền chữa trị của hai vợ chồng bà, thì con số hóa đơn sẽ lên tới khoảng 1,5 triệu USD, tương đương khoảng 34 tỷ đồng. Thế nhưng, hai vợ chồng vẫn cảm thấy may mắn vì họ có bảo hiểm. Tôi có lẽ đã ngồi xuống và khóc nếu không biết mình có bảo hiểm, vợ ông chia sẻ. Bạn nghĩ như thế nào về việc hóa đơn chữa trị COVID-19 của một người ở Mỹ lên tới 20 tỷ đồng? Hãy cùng chia sẻ nhé!